Xin chào các bạn, Vũ đang đứng trước cửa một thư viện tại đại học ở Mỹ và hôm nay chúng ta sẽ học những từ vựng liên quan tới mượn sách. Đầu tiên khi mà chúng ta mượn sách thì chúng ta sẽ nghĩ đến một từ, đó là từ borrow. Thế nhưng mà có một cái từ khác nữa mà ở các thư viện họ rất là hay dùng, đó là từ check out. Họ đọc nhanh là check out. Ví dụ, I want to check out this book. Tôi muốn mượn cái cuốn sách này. Thay vì nói là I want to borrow this book. Cả hai cách đều ok, nhưng mà Moon thấy là mọi người có thể dùng từ check out. Tương tự khi mà mình trả lại cuốn sách thì mình sẽ dùng một trong hai từ này. Một là từ return, hai nữa là từ mà mình trả nó ở thư viện thì mình sẽ dùng từ drop off. Và các bạn nhớ là khi mà mình dùng cái từ này thì mình sẽ nhấn vào cái phần phía đằng sau của từ là drop off, và mình hãy nối âm là drop off. Ví dụ bạn có thể hỏi là could you please tell me when I should return the book, hoặc là could you please tell me when I should drop off the book? Thì bạn có thể thấy rằng là ở thư viện này nó cũng có một cái gọi là library và book and media drop. Đây chính là cái phần mà người ta sẽ cho sách vào đây và người ta trả. Còn khi mà sách của chúng ta mượn mà nó đến hạn thì sẽ có một cái từ là từ due. Khi mà các bạn mượn sách mà đến cái ngày mà bạn phải trả sách thì các bạn sẽ có thể hỏi câu hỏi là when is the book due? Khi mà sách của mình mượn được mượn trong vòng một tháng chẳng hạn, mà mình bị quá mất 2 tuần hay gì đó, thì lúc đấy sách của mình đã quá hạn và sẽ có thể dùng cái từ là từ overdue. Ok, the book is overdue. Nếu mà bạn thích Moon làm thêm những cái video liên quan đến những cái chủ đề về cuộc sống ở Mỹ thì đừng quên comment ở bên dưới nội dung để Moon biết nha. Thank you and have a great day. Goodbye.